Và sau đây chúng tôi xin mời ra sân đội hình thi đấu đội Hà Nội Buffalo. And now let's give a warm welcome to the visiting team Hà Nội Buffalo. Number 1, Đinh Tiến Công. Number 2, Henry Nguyễn. Number 5, Jam Markey. Number 7, Nguyễn Huỳnh Hải. Number 9, Đỗ Xuân Nam. Number 11, Đoàn Xuân Tùng. Number 12, Lê Ngọc Tú. Number 14, Bùi Thái Hà. Number 19, Trần Ngọc Tân. Number 18, Nguyễn Đường Quang Anh. Huấn luyện viên trưởng của đội là ông John Stafford, Head Coach of Hanoi Buffaloes, John Stafford. Và ngay bây giờ hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của đội chủ nhà Đà Nẵng Dragons. And now a hearty applause. Welcome our home team Đà Nẵng Dragons. Number 0, Horace Nguyên. Number 4, Huỳnh Thanh Tâm. Number 5, Mai Phước Thịnh. Number 7, Austin Lee. Number 17, Vũ Việt Hoàng. Number 19, Hello. Trần Đăng Hiền. Hello. Number 24, Hồ Quốc Trường. Number 44, Anthony January. Number 68, Đàm Huy Đại. Number 69, Bùi Quốc Tân. Number 77, Sơn Minh Tâm. And number 99, Nguyễn Văn Hùng. Huấn luyện viên trưởng của đội là ông Phan Thanh Cảnh, Head Coach of Đà Nẵng Dragons, Mr. Phan Thanh Cảnh. Xin trân trọng giới thiệu giám sát viên và tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, Commissioner and Referees, Mr. Lê Việt Đức, Mr. Nguyễn Hoàng Trương, Mr. Liêu Trong Huỳnh và Mr. Lê Trường Giang. Xin mời quý vị đại biểu, quý vị khách mời cùng các bạn cổ động viên đứng dậy làm lễ chào cờ. Everyone please remain standing for the national anthem. Quốc ca. Xin mời hai đội bắt tay. Two team please shake hands. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với nhà thi đấu quân khu 5 để chuẩn bị theo dõi trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ VBA 2019 MB năm nay giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons tiếp đón đội bóng làm khách Hà Nội Buffaloes. Và trên màn ảnh của chúng ta là năm cái tên xuất phát trong đội hình của hai đội. Bên phía đội bóng chủ nhà Đà Nẵng Dragons, số 0 Horace Nguyễn Phúc Tâm mang băng đội trưởng, số 7 Austin Lee, số 44 Anthony January, số 68 Lão Tướng Nam Huy Đại, 99 cầu thủ Nguyễn Văn Hùng. Bên phía đội bóng làm khách Hà Nội Buffalo, số 1 Đinh Tiến Công, số 2 Henry Nguyễn mang băng đội trưởng, số 5 Jermil Markey, số 9 Đỗ Xuân Nam và cầu thủ mang áo số 12 Lê Ngọc Tú. Với những cái tên xuất phát trên đội hình thì dường như đó là những cái gì tốt nhất của hai huấn luyện viên hiện đang có. Trên màn ảnh của chúng ta là huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Ông đang có những lời căn dặn cuối cùng dành cho những người học trò của mình trước khi bước vào trận đấu này. Những gì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh thể hiện được chỉ dừng lại ở preseason, và đây mới là trận đấu chính thức của ông tại mùa giải năm nay. Và đây là huấn luyện viên kỳ cựu, huấn luyện viên top boss của đội bóng Hà Nội Buffaloes. Đây cũng là mùa giải thứ tư huấn luyện viên top boss cầm quân tại VBA.
Và tất nhiên đội bóng ông dẫn dắt chỉ có một cái tên, đó là Hà Nội Buffalo mà thôi. Trong trận đấu pre-season trước thì các cầu thủ Đà Nẵng chơi gần đã có một trận đấu tương đối dễ dàng, chiến thắng 73-59 trước đội bóng Hà Nội Buffalo. Như vậy thì trận đấu đó thì chúng ta đều biết là trận đấu mà các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã thiếu vắng đi hai cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của mình là Henry Nguyễn và Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Như vậy thì trong đội hình ngày hôm nay của đội bóng làm khách thì chỉ có một cầu thủ trong hai cái tên tôi vừa kể thi đấu, đó chính là Henry Nguyễn. Stefan Nguyễn Tuấn Tú, theo những thông tin trước trận đấu thì anh đã bị nhận một hình phạt đến từ ban tổ chức sau những lùm xùm của trận đấu đầu tiên. Và như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đội bóng làm khách trong trang phục áo trắng quần trắng sẽ phòng ngự bên phía bên trái màn ảnh của các chúng ta. Còn đội bóng chủ nhà, người vừa bị mất 2 điểm, đó là đội bóng Đà Nẵng Dragons trong trang phục truyền thống áo cam quần cam, sẽ tấn công, sẽ phòng thủ bên phía bên phải màn ảnh của chúng ta. Và đây là cầu thủ Đào Huy Đại. Một tình huống steal của Jamie Mackey rất đơn giản cho Mackey sẽ có thêm 2 điểm. Và một lần nữa thì cái hình ảnh mà những người hâm mộ của đội bóng Hà Nội Buffalo không muốn thấy nhất đã xuất hiện khi mà Jamie Mackey đã phải ôm lưng. Tỷ số hiện tại là 4-0 nhưng mà đội bóng khách đang có những thông tin rằng Jamie Mackey đã phải cố gắng nén đau để thi đấu những trận đấu đầu tiên, những trận đấu pre-season cũng như trận đấu khai mạc của VBA năm nay. Về lại đội bóng là Đinh Tiến Công. Trận đấu trước cũng là một trận đấu không được sự ấn tượng của cầu thủ áo số 1 này. Trong thất bại trước các cầu thủ của Kentucky Fish từ Đinh Tiến Công chỉ có vỏn vẹn cho mình là 6 điểm mà thôi. Có một tình huống ghi thêm 3 điểm cho Hà Nội Buffalo. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang có một hiệp đấu đầu tiên sự khởi đầu vô cùng tuyệt vời, nhưng vẫn là các cầu thủ áo trắng không có điểm cho đi tấn công. Và đây là một tình huống chỉ cản thành công Jamie Mackey của trung phong Anthony Henry. Các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa có điểm. Hiệp đấu đầu tiên đang diễn ra với tốc độ rất cao. Anthony January. Một tình huống block của Jamie Mackey. Tình huống block đầu tiên của trung phong này trong trận đấu này. Anh đã có một block, một steal và có một tình huống úp rổ ghi 2 điểm. Đích tấn công. Rất chống trải cho Đỗ Xuân Nam, một tình huống 3 điểm. Bóng đập rổ đi ra ngoài và nằm trọn trong đôi tay rất chắc chắn của Anthony January. Điểm số đầu tiên vẫn chưa đến cho đội chủ nhà. Phản công nhanh, Đỗ Xuân Nam lần này có điểm không? Trước mặt anh là Anthony Osterly. Đây là Tú Kobe. Một đường đi vào tấn công của Jamie Mackey. Ở trận đấu trước thì về phía đội khách, Tú Kobe chính là cầu thủ trời xuất sắc nhất, cầu thủ mang áo số 12 bên phía đội bóng áo trắng ngày hôm nay. Trong trận đấu đó đã có tới 18 điểm. Australia. Một tình huống 3 điểm của Hồ Lê Nguyễn Phúc Tâm. Và đó là tình huống có điểm đầu tiên của đội bóng chủ nhà. Và đến từ một cái tên rất quen thuộc, đó là Hồ Lê Nguyễn. Ở trận đấu trước thì đội trưởng bên phía đội bóng Đà Nẵng Dragons cũng là một trận đấu mà anh đã thi đấu vô cùng tuyệt vời với 12 điểm. Trong đó có tới 3 tình huống, xin lỗi bạn, 12 điểm của Hồ Lê Nguyễn đều đến từ những tình huống 3 điểm. 4 tình huống 3 điểm đến từ đội trưởng của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Đã có không ít những người hâm mộ bóng rổ đến là thi đấu quân khu 5 để cổ vũ cho đội bóng chủ nhà trong trận đấu này. Vì vậy thì
Với điểm số hiện tại thì rõ ràng những người hâm mộ đang có mặt tại nhà thi đấu quân khu 5 họ chưa thực sự hài lòng. Đội bóng chủ nhà đang bị dẫn trước tới trong sau tiếng vừa rồi đã tới 6 điểm rồi. 9-3 dành cho đội Buffalo. Một tình huống bóng thành công của Jeremy McKay. Tuy vậy thì đã có một tình huống sức lực trên dành cho Hùng Cá Trê. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang thực hiện đánh rất nhanh tấn công. Họ đang tự sử dụng tối đa lực phản công của mình. Những tình huống xử lý bóng tương đối vùng của Jeremy McKay. Và anh đã để mất bóng rồi, đây là Huỳnh Thanh Tâm. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ thực sự là chóng mặt. Nam Huy Đại tiếp tục là một tối 3 điểm cho đội chủ nhà. Rất nhanh, khoảng cách bây giờ chỉ còn là cơ số 1. 8 cho Đà Nẵng Dragons và 9 cho Hà Nội Buffalo. Rõ ràng lối chơi Snowball chính là lối chơi mà huấn luyện viên Phạm Thành Cảnh rất yêu thích. Đó dường như là kim chỉ nam của những huấn luyện viên bậc thầy mà ông đã từng làm việc cùng như là Kai Julius, huấn luyện viên mới nhất của Saigon Heat. Jeremy McKay tình huống trả ra cho đứng tấn công và đó là một tiếng ném rổ lắc rổ. McKay đã không thể tranh chấp bóng với một cầu thủ rất thấp trong tình huống rồi, đó là Huỳnh Thanh Tâm. Horace Nguyễn Phước Tân được truyền cho Anthony Jennings. Cầu thủ này còn có một biệt danh là Dinner Time. Và vừa rồi là một tình huống second chance tiếp theo dành cho Phùng Cá Trê. Ngày hôm nay thì Đà Nẵng Dragons họ cũng thiếu đi một bom tấn của mình tại đầu mùa giải. Đó chính là một cầu thủ tên Nguyễn Văn Hùng khác. Đó chính là một cô của bại nhà vô địch VPL 2017. Đến tấn công. Một tình huống đi vào quá chắc chắn và quá lanh của Jennings. Được truyền cho Nguyễn Văn Hùng. Tiếp pin thành công. Những tình huống second chance thành công liên tiếp của Đà Nẵng Dragons đã mang đến cho đội bóng này 6-0 trong ít phút vừa qua. Họ là rằng 6 điểm, trong khi đó các cầu thủ Hà Nội Buffalo chưa có điểm số nào trong khoảng 2 phút vừa qua. Và một tình huống bắt bóng của McKay. Nhưng mà Anthony Jelery làm gì vậy? Một tình huống lập bập, một tình huống để mất điểm rất đáng trách, một tình huống turnover quá đáng tiếc của January. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Anh dường như đã quá chủ quan trong tình huống phản công nhanh một mình vừa rồi của mình. Nhìn vào những gì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh dặn dò những học trò của mình thì chúng ta có thể thấy được rằng cầu thủ sẽ mang trọng trách ghi điểm lớn nhất cho Đà Nẵng Dragons, đó chính là Nguyễn Văn Hùng, cầu thủ chơi ở vị trí số 4 của đội bóng chủ nhà. Và lối chơi này cũng là một lối chơi rất quen thuộc mà huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã sử dụng. Và vừa rồi là một tình huống quá lanh của Huỳnh Thanh Tâm. 2 điểm đầu tiên trong trận đấu này dành cho Huỳnh Thanh Tâm, và đó là một tình huống A1. Một tình huống que cơ bắp của cầu thủ mang áo số 4 bên phía đội bóng chủ nhà. Những tình huống ăn mừng làm chúng ta liên tưởng đến những ngôi sao NBA là Stephen Curry hay là Draymond Green. Triple play dành cho cầu thủ chơi ở vị trí PG của đội bóng chủ nhà. 15-9.
Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã để cho đội bóng chủ nhà răn tới 9 điểm rồi. Chúng ta vừa thấy xuất hiện trên màn hình là Henry Nguyễn. Anh mới chỉ có 1 từ 3 điểm thành công trong hiệp thi đấu đầu tiên, và đó cũng là tình huống 3 điểm duy nhất của đội bóng làm khách tính tới thời điểm hiện tại. Horace Nguyễn phúc tâm. Horace Nguyễn cũng đã có 1 từ 3 điểm trong trận đấu này. Đường truyền cho Nam Huy Đại, và đây là Anthony Jerry. Dinner Time đối diện với anh là Jamil Mackay. Tiếp tục là 1 từ 3 thành công. Double block dành cho Jamil Mackay. Một khả năng phòng ngự và đó là tuyệt vời của trung phong bên phía đội bóng chủ nhà. Lê Ngọc Tú và Đàm Huy Đại, và đó là một tuyến bành shot thành công dành cho cầu thủ mang áo số 12. Điểm số đầu tiên của Lê Ngọc Tú trong trận đấu này. Một thi đấu đầu tiên còn diễn ra trong khoảng 3 phút. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang phòng ngự 1-2-2. Và người đang phải chịu vất vả nhất đó chính là Lê Ngọc Tú, cầu thủ đang ở trên vị trí số 1. Định tiến công. Một tuyến 3 điểm rất xa của Lê Ngọc Tú. Không có tiểu rebound tấn công thành công dành cho Hà Nội Buffalo. Và đây là một lượt tấn công dành cho đội bóng chủ nhà. 2 điểm cho Anthony Jerry sau một thứ là lưu hút tấn công. Đối với các cầu thủ chủ nhà đã đang chơi gần, đang phòng ngự 1-1 thì có lẽ hai mismatch lớn nhất mà HLV Top Box đang hướng tới đó chính là Đàm Huy Đại và Huỳnh Thanh Tâm. Trong những phút vừa qua thì chúng ta thấy hai cầu thủ là Henry Nguyễn và Lê Ngọc Tú đang tấn công đánh 1-1 rất nhiều. Một tướng thử sức ở vạch 3 điểm không thành công, không tốt của Anthony Jenneri. Bóng đã đi ra ngoài. Hà Nội Buffalo có tới 3 sự thay đổi người. 3 cầu thủ vào sân đó là Huỳnh Hải, Hà Đà Điểu và cầu thủ Đoàn Xuân Tùng. 3 cầu thủ được rút ra nghỉ đó chính là Nguyễn Đường Quang Anh, Đinh Tấn Công và Lê Ngọc Tú. Henry Nguyễn, đó là một tiếng trượt chân của Huỳnh Thanh Tâm, nhưng đã không có một tiếng lên rổ cho Henry Nguyễn. Đoàn Xuân Tùng đã không có bóng, vẫn là Huỳnh Hải. Tiếng còi lại cất lên, có lẽ là tiếng còi dành cho lỗi của cầu thủ mang áo số 77 Sơn Minh Tâm. Có vẻ như đó là lỗi dành cho Huỳnh Thanh Tâm, cầu thủ mang áo số 4 của đội bóng chủ nhà. Vũ Thế Hà đã có khoảng trống cho Henry Nguyễn, nhưng đó là một tình huống truy cản. Rất đáng tiếc là có lỗi của cầu thủ mang áo số 4 Huỳnh Thanh Tâm. Hai lỗi liên tiếp của cầu thủ trẻ quê Hậu Giang. Điểm số thứ 4 cho Henry Nguyễn. Ở trận đấu trước gặp các cầu thủ cần tới Catfish thì Henry Nguyễn cũng chỉ có vỏn vẹn là 6 điểm sau 2 thứ 3 điểm mà thôi. Rõ ràng sau những trận đấu preseason cũng như là những trận đấu chính thức vừa qua thì tầm ảnh hưởng của Henry Nguyễn chưa thực sự là nhiều, và dấu ấn của anh để lại chưa thực sự rõ rệt dành cho những đợt tấn công của đội bóng chủ nhà. Tiếp tục là một điểm dành cho cầu thủ mang áo số 4. Như vậy là Austin Lee, cầu thủ có tốc độ rất cao của đội chủ nhà đã quay trở lại sân. Đây là Bùi Quốc Tân. Đối trận với Horace Nguyễn Phúc Tâm là Bùi Thế Hà, và đã có một cầu thủ áo trắng nằm sân. Người đang nằm sân có lẽ là cầu thủ Bùi Thế Hà chẳng. HLV Top Box đã ngay lập tức bước vào sân để xem xét tình hình của người học trò của mình.
Không, như vậy là Đoàn Xuân Tùng, cầu thủ mang áo số 11 của đội bóng Hà Nội Buffalo, anh đã bị đau sau một tiếng va chạm với Dinatam Anthony January. Trong mùa giải năm nay thì với việc thiếu vắng rất nhiều cầu thủ ở vị trí big man thì cơ hội vào sân của Đoàn Xuân Tùng là cao hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái. Tuy vậy thì rõ ràng màn thể hiện của cầu thủ này vẫn chưa quá ấn tượng mỗi khi đóng góp những suất thi đấu của mình. Như vậy là Đỗ Xuân Nam đã được quay trở lại sân để thay thế cho cầu thủ vừa bị chấn thương. Người này có bóng là Henry Nguyễn. Đường chuyền ra cho Bưu Thế Hà. Không có điểm cho Bưu Thế Hà. Anthony January. Có vẻ như Anthony January đang rất tự tin khi có những tình huống đánh đồng một vào vị trí của Jimmy McKay. Đinh Hải đã vượt qua được Hollis Nguyễn Phước Tâm và có 2 điểm cho cầu thủ sinh năm 1987 Nguyễn Đinh Hải. 2 điểm đầu tiên của Đinh Hải tại VBA năm nay. Một tư lý Hollis Nguyễn Phước Tâm, một tư lý sở trường. Ở đó sở trường thì khả năng có điểm là rất cao. Điểm số thứ 6 đến từ khu vực cao thao dành cho Hollis. Đỗ Xuân Nam tiếp tục lối ngại. Dân Hương Mắc Cây. Đường trường có lẽ là hơi khó hiểu từ Dân Hương Cây dành cho Bùi Thế Hà. Một tình huống chuyền bóng hơi lộ nhưng trọng tài đã xác định trong tình huống đó đã có một cầu thủ chủ nhà phạm lỗi. Một tình huống cướp bóng độc tài rất tốt của Bùi Phước Tân. 2 điểm cho cầu thủ mang áo số 69 của đội bóng chủ nhà. Bùi Phước Tân đến với Đà Nẵng Dragons sau một kèo chết với Huỳnh Khang từ đội bóng Cần Thơ Catfish. Rất nhiều người cho rằng đây là một kèo chết rất có lợi dành cho đội bóng Đà Nẵng Dragons bởi Bùi Phước Tân là một cầu thủ có khả năng đánh 3 điểm vô cùng tuyệt vời. Điều đó đã được minh chứng trong khoảng thời gian cầu thủ này khoác áo Sài Gòn Hit. Anthony January có bao giờ hit tờ hay không? Bóng đập rổ đi ra ngoài và kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số là 24-20, 4 điểm lợi thế dành cho đội bóng chủ nhà. Lợi chính xác là tỷ số là 22-20 so với hiệp đấu đầu tiên của trận đấu preseason thì đây là một hiệp thi đấu chất lượng hơn rất nhiều. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với 10 phút tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp thi đấu đầu tiên là một hiệp thi đấu với một tốc độ rất cao. Hai đội bóng đã thi đấu rất bùng nổ và cầu thủ đang có điểm số nhiều nhất dành cho đội bóng làm khách Hà Nội Buffalo là Henry Nguyễn với 8 điểm. Còn bên phía đội bóng chủ nhà thì Horace Nguyễn đang đóng góp số điểm nhiều nhất cho đội bóng áo cam với 6 điểm sau 2 tiếng 3 điểm thành công. Anthony January, tình huống 3 điểm thứ hai trong trận đấu này. Tiếp tục là một tình huống bóng đi ra ngoài, một tiếng lắc rổ của trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Jermaine McKay. Jermaine McKay cần thực hiện nhiều những tình huống đánh rổ hơn nữa. Anh là một cầu thủ import và đôi lúc anh cần phải có sự tham lam trong những tình huống bóng của mình. Vừa rồi là một tiếng 3 điểm của Nguyễn Đình Quang Anh. Trong trận đấu preseason cũng tại nhà thi đấu quân khu 5 thì Nguyễn Đình Quang Anh, cầu thủ trẻ của đội bóng Hà Nội Buffalo cũng đã có 11 điểm. Hiệp thi đấu đầu tiên là một hiệp thi đấu mà hai trung phong của cả hai đội bóng đều chưa thể hiện được nhiều. Anthony Janoris mới có 4 điểm, còn trung phong bên phía Hà Nội Buffalo chỉ có vỏn vẹn là 2 điểm mà thôi. Vì vậy thì Anthony Jerry đã thể hiện khả năng phòng ngự rất tốt của mình bằng những tình huống block liên tiếp trung phong bên phía đội bóng chủ nhà. Nguyễn Văn Hùng, Văn Hùng và Đoàn Xuân Tùng.
cú này mất bóng rất đáng tiếc của Nguyễn Văn Hùng. Đây là Huỳnh Hải đường truyền cho Bùi Thế Hà. Tiếng còi đã cất lên dành cho lỗi của Bùi Quốc Tân. Vừa rồi là một tình huống thi đấu theo tôi là tinh quái của Bùi Thế Hà bên phía đội bóng Hà Nội Buffalo. Huỳnh Hải không thể đi vào trong. Jamil Mackay đã vượt qua được Anthony Jelore và đó là một tình huống có điểm N1 dành cho Jamil Mackay. Những người hâm mộ của đội bóng Hà Nội Buffalo cần nhiều hơn những tình huống như thế này đến từ trung phong, đến từ cầu thủ impact của họ. Điểm số thứ tư và Jamil Mackay đang có cơ hội để có điểm số thứ 5 sau tình huống ném phạt này. Vẫn là Jamil Mackay, anh đã quyết định đợi đồng đội của mình. Sau đó lại có một đường truyền rất khó hiểu và đến cả đồng đội của anh trong tình huống đó là Đường Quang Anh cũng không có thể phiên dịch được đường truyền của Jamil Mackay. Tiếp tục là một tướng 3 điểm của Horace. Lần này thì đã không có điểm. Trong 5 cầu thủ thi đấu của Đà Nẵng Dragons gần đang có mặt trên sân thì có 2 cầu thủ có khả năng đánh 3 điểm rất tốt, đó là Bùi Quốc Tân và Horace Nguyễn Phúc Tâm. Đình tiến công được chuyển ra cho Đoàn Xuân Tùng. Rõ ràng là tướng 3 điểm không phải là một thế mạnh của cầu thủ mang áo số 11 này. Như vậy là sau khi được bác sĩ chăm sóc thì Đoàn Xuân Tùng đã quay trở lại thi đấu. Horace, Anthony Jerry nhận được sự kèm cặp của hai cầu thủ của Hà Nội Buffalo là Đinh Tấn Công và Đoàn Xuân Tùng. Và trong tình huống vừa rồi thì trọng tài xác định lỗi thuộc về Đoàn Xuân Tùng, cầu thủ mang áo số 11 của đội bóng làm khách. Khoảng trống cho Đàm Huy Đại và đây là Horace. Bóng tiếp tục được dành cho Anthony Jelore. Đó là một tướng N1. Những tình huống đánh liên tiếp vào vị trí của Đinh Tiến Công, có vẻ như các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang phải phòng ngự liên phòng và đó là lý do mà các cầu thủ chủ nhà Đà Nẵng Dragons đang tận dụng những tình huống đánh ở khu vực 3 giây, những tình huống post up của trung phong cao to của họ. Và với tình thế như thế này thì chắc chắn Jamil Mackay sẽ không thể ngồi ngoài lâu được hơn. 3 điểm dành cho Đàm Huy Đại. Rất khó cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo, những người học trò của đội bóng của huấn luyện viên Top Bus, nếu họ thi đấu như thế này, thi đấu liên phòng thì sẽ rất thở khoảng không ở khu vực 3 điểm. Vì vậy nếu họ bung ra phòng ngự quá xa thì sẽ là một khoảng trời mênh mông ở đằng sau dành cho Anthony Jelore. Tuy vậy thì vừa rồi đã có một tình huống đáp trả thành công đến từ Đinh Tấn Công ở vạch 3 điểm. Tỷ số hiện tại là 25-24, khoảng cách chỉ là 1 điểm mà thôi. Đàm Huy Đại tiếp tục là vạch 3 điểm. Bóng chạm người của Đinh Tấn Công đi ra ngoài. Và đúng như dự đoán thì Jamil Mackay đã quay trở lại sau chỉ khoảng chưa đầy một phút nghỉ ngơi mà thôi. Và ngay lập tức khi anh trở lại sân thì anh đã ra dấu hiệu cho những người đồng đội của mình là phòng ngự hơn một. Horace được chuyền ra dành cho Huỳnh Thanh Tâm, rất trống trải. Rebound dành cho Thú Kobe, 3-2. Đoàn Xuân Tùng không có điểm cho Đoàn Xuân Tùng. Một tình huống lên rổ rất thiếu cảm giác của cầu thủ mang áo số 11. Thú Kobe đường chuyền ra cho Đinh Tấn Công. Đinh Tấn Công và Đàm Huy Đại. Một tình huống banh sót
có điểm dành cho cầu thủ mặc áo số 1. Đinh Tấn Công đã có tới 9 điểm trong trận đấu này. Horace cũng phúc tâm một tình huống lên rổ đổi tay. Bóng chạm tay của một cầu thủ bên phía Đà Nẵng rồi cần đi ra ngoài. Người vừa để bóng đi ra ngoài biên đó là cầu thủ mang áo số 5 Mai Phước Thịnh. Một cầu thủ còn rất trẻ. Một cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo Sài Gòn Heat. Jumeo Mackay, cầu thủ này mới chỉ có 4 điểm mà thôi. Horace Nguyễn Phúc Tâm, đội trưởng của đội bóng Đà Nẵng Dragon trong trận đấu này. Sau 13 phút thi đấu thì Horace đã có 6 điểm. Đinh Tấn Công. Jumeo Mackay, anh đang tìm đường truyền. Tiếp tục là một đường truyền cho Linh Ngọc Tú, và trong tình huống phòng ngự của mình thì Đàm Huy Đại đã phạm luật đẩy người. Vừa rồi mới là lỗi cá nhân đầu tiên của Đàm Huy Đại trong trận đấu này. Linh Ngọc Tú đường truyền cho Jumeo Mackay. Đã có khoảng trống sau một tình huống fake pass, nhưng đã không có điểm ở một vị trí rất thuận lợi cho Jumeo Mackay. Một tình huống này pick and roll của Đào Xuân Tùng, và Lê Ngọc Tú được kết thúc bằng một tình huống tip in úp rổ ghi 2 điểm dành cho Jumeo Mackay. Trận đấu này thì chúng ta đã thấy được những điểm sáng đến từ trung phong của đội bóng Hà Nội Buffalo. Anthony Jenneries, Đinh Tấn Công, Lê Ngọc Tú có một tình huống ném rổ, bóng chạm tay của Dinner Time đi ra ngoài. Hà Nội Buffalo có sự thay đổi người, Lão Tướng Nguyễn Ngài được rút ra và Henry Nguyễn đã trở lại sân. Xuân Tùng, đó là Đoàn Xuân Tùng đường truyền cho Lê Ngọc Tú. Còn 5 giây và đó là một tình huống không có điểm của Lê Ngọc Tú. Bóng tiếp tục thuộc quyền kiểm soát của đội bóng Hà Nội Buffalo. Một quyết định hoàn toàn chính xác của vị trọng tài điều khiển trận đấu này. Bóng đã chạm tay của Anthony Jenneries trong tình huống vừa rồi. Jumeo Mackay, một đường truyền rất khó của Đoàn Xuân Tùng dành cho Linh Ngọc Tú, và đã có một tình huống trượt chân của Horace Nguyễn Phúc Tâm. Rất may là hai cầu thủ tham gia trong tình huống va chạm vừa rồi là Linh Ngọc Tú và Horace Nguyễn đã không gặp phải chấn thương nào. Tình huống va chạm xuất phát từ một đường truyền rất 50-50 của Đoàn Xuân Tùng dành cho Tú Cô Bì. Và sau tình huống này thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã gọi quyền xin hội ý.
sau hiệp thi đấu đầu tiên khá tưng bừng và rất nhiều điểm số. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì hai đội bóng đã có phần nào đó chững lại. Trong khoảng hơn 5 phút vừa qua thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons mới chỉ có một vẹn là 3 điểm ở hiệp thi đấu thứ hai, còn 8 điểm là số điểm mà đội bóng lòng khách có được ở hiệp đấu này. Một tình huống vì bà tốt của Jeremy Mackay và đây là đinh tấn công vẫn chưa có điểm cho Hà Nội Buffalo và Nguyễn Văn Hùng đã trở lại sân. Và đánh quen thuộc của đội bóng chủ nhà, họ sẽ tìm đường đi vào giữa, nhưng rất đáng tiếc vừa rồi thì bóng, hay nói chính xác hơn là chân của Huỳnh Thanh Tâm đã dẫm vạch. Một tình huống ném rất nhanh của Henry Nguyễn, đường đi vào thành công dành cho Anthony Jarrone phản công cho Đà Nẵng Dragons. Hồ Lê Nguyễn một tình huống ném vít lên và hai điểm dành cho đội trưởng bên phía đội bóng chủ nhà. Đường truyền cho Đặng Xuân Tùng để đinh tấn công. So với các cầu thủ Đà Nẵng Dragons thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo thi đấu chắc chắn hơn ở những đợt tấn công của mình. Đội bóng Đà Nẵng Dragons họ đang dường như hơi vội vã ở những đợt tấn công dành cho những cầu thủ như Horace Smith hay là Jan Anthony January. Tiếp tục là một tình huống đánh rất nhanh đến từ đội chủ nhà. Đây là Henry Nguyễn. Hoàng Xuân Tùng, vẫn là Đặng Xuân Tùng đã để cướp bóng, một tình huống cướp bóng của Huỳnh Thanh Tâm. Có thể lên rồi không? Đường truyền cho Nguyễn Văn Hùng nhưng rất đáng tiếc cầu thủ này đã để tuột bóng rồi. Đinh tấn công. Henry Nguyễn, một tình huống đánh pick and roll của Henry Nguyễn và Đặng Xuân Tùng không có tiếng còi cất lên cho lối chạy bước. Và tiếp tục là hai điểm dành cho Jimmy Mackay. Vừa rồi thì dường như đã có một chút hơi thừa những bước chân đến từ Đoàn Xuân Tùng, vì vậy thì trọng tài đã không cất còi. Horace Nguyễn một tình huống floater và đó là một tình huống tiếp bình dành cho Anthony January. Thì số điểm bây giờ chỉ còn là một điểm thôi, 30-29, lợi thế vẫn đang tạm thời nghiêng về đội bóng Hà Nội Buffalo. Còn 2 phút cho hiệp thi đấu thứ hai, rất có nhiều khoảng trống dành cho Tú Kobe. Vẫn là cầu thủ mang áo số 12 và đây là Henry Nguyễn. Lê Ngọc Tú đối diện với là Đào Huy Đại. Mặc dù đối diện với mình trong tình huống đó là một cầu thủ rất nhỏ bé Huỳnh Thanh Tâm, tuy vậy thì Jermell Mackay vẫn quyết định có một đường truyền ra ngoài. Nhưng trong tình huống đó thì cầu thủ này đã có thêm cho mình một assist khi tình huống ném rổ sau đó của đinh tấn công đã có thêm 2 điểm. Horace January tiếp tục là một tình huống ném 3 điểm của January, nhưng lần này thì kết quả đã tốt hơn rất nhiều. Tình huống 3 điểm đầu tiên của Anthony January trong trận đấu này. Phát bóng lên dành cho đội bóng chủ nhà. Như vậy là đội chủ nhà vừa có sự thay đổi người, Huỳnh Thanh Tâm ra nghỉ và vào thay cho cầu thủ mặc áo số 4 này là cầu thủ mặc áo số 19 Trần Đăng Hiển. Đây là Trần Đăng Hiển, cầu thủ sinh năm 1998. Đào Huy Đại không có lỗi. Anthony January, Trần Đăng Hiển, một tình huống bóng bênh rất tốt của Trần Đăng Hiển đã đánh lừa được Đỗ Xuân Nam. Và trong tình huống sau đó thì đinh tấn công đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ bên phía đội bóng chủ nhà.
Trần Đăng Hiền cũng là một cầu thủ có chiều cao rất tốt, anh cao tới 1m85. Tuy vậy thì nếu tính về chiều cao trung bình thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons lại là đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất tại mùa giải năm nay. Họ có chiều cao trung bình là 1m83,5, trong khi Hà Nội Buffalo lại là đội bóng có độ cao trung bình tốt nhất giải 1m85,9. Điểm số đầu tiên dành cho cầu thủ trẻ sinh năm 1998 tại VBA năm nay. Ghi thêm một điểm cho Trần Đăng Hiền. Lần này thì đến lượt đội bóng chủ nhà vừa lên dẫn trước. Lần thứ 3 đổi điểm của hai đội bóng trong trận đấu này. Đó là một tình huống trọng tài xác định có lỗi phòng ngự của cầu thủ mang áo số 19. Rất chống trải cho Lê Ngọc Tú. Ngày hôm nay thì Lê Ngọc Tú ném rổ cũng không phải là quá tốt. Tỷ lệ field goal của cầu thủ này chỉ đạt con số 14% mà thôi. Lê Ngọc Tú đã ném tới 8 tình huống và chỉ thực hiện thành công một tình huống duy nhất, và đó là tình huống ném giữa bảng ở hiệp thi đấu đầu tiên. Anthony Jenry, một tình huống steal rất tốt của Jamil Mackay. Rất đáng tiếc cho Đường Quang Anh, mà vừa rồi Đường Quang Anh đã có chỉ số turnover cho mình. Trong trận đấu trước thì Nguyễn Đường Quang Anh chỉ có 2 điểm mà thôi. Và rõ ràng với việc ghi trung bình 17 điểm sau 2 trận đấu preseason và 2 điểm sau trận đấu chính thức đầu tiên, thì chúng ta có thể thấy rằng mức độ cạnh tranh, mức độ khốc liệt của mùa giải regular season, mùa giải chính thức là rất khác so với những trận đấu preseason. Horace, hiệp thi đấu thứ 2 còn 24 giây và 13 giây tấn công cho Đà Nẵng trong đợt tấn công này. Đà Nẵng hiện không có điểm cho cầu thủ mang áo số 17. Xin lỗi bạn, cầu thủ mang áo số 19. Đường Quang Anh còn 10 giây và chắc chắn các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ thực hiện đợt tấn công cuối cùng. Đình tấn công Nguyễn Đường Quang Anh, một tình huống floater vẫn không có điểm cho Hà Nội Buffalo. Rất đáng tiếc, một tình huống có không gian, có khoảng trống và có đủ thời gian, nhưng Đường Quang Anh lại có một tình huống floater, bóng lắc rổ đi ra ngoài và kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Tỷ số tạm thời là 34-32, lợi thế 2 điểm dành cho đội bóng chủ nhà. Tội phạm công nghệ luôn rình rập theo dõi đánh cắp thông tin thẻ ATM. Sử dụng app ngân hàng MB Bank, rút tiền mặt từ cây ATM không cần dùng thẻ. Thao tác đơn giản nhưng vẫn bảo mật. Bạn đã có app ngân hàng MB Bank chưa? Những nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Mặc dù họ đã vẫn bị dẫn trước với 2 điểm, và trên màn ảnh của chúng ta là ngôi sao Stephen Nguyễn Tuấn Tú, và người đang ngồi cạnh anh là bạn gái của anh, hot girl Phùng Yến Linh. Ngày hôm nay thì Stephen Nguyễn không thể thi đấu. Anh đã có thông tin rằng anh đã bị cấm thi đấu một trận sau những màn chat talk với trọng tài trong trận đấu đầu tiên. Và chắc chắn đây là một thông tin không vui dành cho cầu thủ này, khi anh rất mong muốn thi đấu gặp lại đội bóng cũ của mình, đội bóng mà đã giúp anh có chiếc cúp vô địch VBA năm 2016. Và trong những cầu thủ hiện tại của đội bóng Đà Nẵng Dragons vô địch mùa giải đó thì chỉ còn lại vỏn vẹn 2 cầu thủ, đó là Đàm Huy Đại và Horace Phúc Tâm, đội trưởng của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh, ông vẫn đang rất đăm chiêu.
với những cầu thủ đang có trong tay thì đây là một mùa giải rất đáng kỳ vọng của đội bóng sông Hàn. Như vậy là 5 cái tên sẽ thi đấu cho hai đội bóng ở hiệp thi đấu thứ 3 này, gồm có bên phía Đà Nẵng Dragons là trung phong Anthony Generis, Nguyễn Văn Hùng, đội trưởng Nguyễn Phúc Tâm, Austin Lý và Đàm Huy Đại. Còn 5 cầu thủ bên phía Buffalo sẽ thi đấu ở hiệp thi đấu thứ 3 này là Jermaine Mackay, Lê Ngọc Tú, Đỗ Xuân Nam, Henry Nguyễn và Đinh Tiến Công. Như vậy là hai đội bóng sẽ sử dụng 5 cầu thủ có tên trong đội xuất phát để thi đấu hiệp thi đấu thứ 3. Ở hiệp thi đấu thứ 3 này thì hai đội bóng sẽ đổi sân và các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ là người được phát bóng trước. Và hiệp thi đấu thứ 3 đã bắt đầu. Đây là Đinh Tiến Công. Lê Ngọc Tú mới chỉ có 2 điểm mà thôi. Và vừa rồi đã làm tình huống ném rổ thứ 9 của Lê Ngọc Tú trong trận đấu này. Và anh mới chỉ có 1 lần thành công. Australia. Ngày hôm nay thì Australia cũng thi đấu rất ít. Cầu thủ áo số 7 mới chỉ có khoảng hơn 7 phút thi đấu mà thôi. Nguyễn Văn Hùng. Trước mặt anh là Đỗ Xuân Nam. Nam Huy Đại một tình huống ném 3 điểm rất xa nhưng đã có tình huống 3 điểm thành công thứ 2 cho cầu thủ sinh năm 1987. Nam Huy Đại. 32-37, khoảng cách là 5 điểm thôi. Henry Nguyễn không có tình huống phô tơ thành công. Ngoài khả năng ném 3 điểm thì phô tơ cũng là một tình huống được coi là sở trường của cầu thủ này. Ghi 2 điểm tiếp theo dành cho đội bóng chủ nhà. Và người vừa có 2 điểm là Anthony January. Rất nhanh, các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã có 5 điểm trong trận thi đấu thứ 3. Đinh Tiến Công không có điểm cho Đinh Tiến Công nhưng đã có một tình huống second chance thành công dành cho Jermaine Mackay. Tình huống turnover dành cho đội bóng chủ nhà, đây là Lê Ngọc Tú. Henry Nguyễn đã không có một tình huống ra tay ở vạch 3 điểm. Lê Ngọc Tú vẫn không có điểm cho Tú Kobe. Đây là một khoảng thời gian rất tệ của Tú Kobe. Vẫn là các cầu thủ áo trắng và cuối cùng thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Như vậy là lỗi thuộc về cầu thủ mang áo số 44 bên phía đội bóng chủ nhà. Lỗi cá nhân thứ 2 của Anthony January trong trận đấu này. Ghi thêm một điểm cho Jermaine Mackay. Vẫn là các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Henry Nguyễn, một tình huống ném 3 điểm rất nhanh của Henry Nguyễn nhưng bóng đã đi thiếu lực. Horace Nguyễn Phúc Tâm. Một tình huống ném 3 điểm rất nhanh. Đó là một tình huống tấn công rất thường thấy của Đà Nẵng Dragons trong trận đấu này. Họ thường mất rất ít thời gian để thực hiện những tình huống ném rổ. Tú Kobe, một đường chuyền ra dành cho Jermaine Mackay nhưng người đồng đội của anh đã không hiểu ý. Và đây là Horace Nguyễn. Không có một tình huống lên rổ. Bóng được chuyền ra cho Đào Huy Đại. Và vừa rồi là một tình huống ném 3 điểm thành công thứ 3 của Đào Huy Đại trong trận đấu này. Đây là lý do tại sao mà huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã để mất Đào Huy Đại trong kỳ vô tách và đã quyết định draft lại cầu thủ này trong kỳ draft vừa qua. January. Một tình huống thi đấu lấp bập của cầu thủ này. Tuy vậy thì trọng tài xác định đã có lỗi đến từ cầu thủ mang áo số 12 Lê Ngọc Tú của đội bóng làm khách. Đã có những ý kiến đến từ huấn luyện viên Thomas và ngay lập tức
trọng tài điều khiển trận đấu này đã có những lời nhắc nhở với vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng Hà Nội Buffalo. Tiếp tục là một tình huống quyết định dứt điểm rất nhanh của đội bóng chủ nhà. Vừa rồi là một tình huống ném rổ airball của January. Đình tấn công đã ôm mặt để nuối tiếc rằng tại sao lại không có một tình huống airball dành cho mình trong tình huống đó. Và có vẻ như đó là một tình huống airball. Có một tình huống tuôn tên đình dành cho cú bật nhảy lên của Anthony January. Bóng đã chạm bảng và với việc trung phong mang áo số 44 của đội bóng chủ nhà tác động lên vành rổ trong tình huống vừa rồi thì đó là một tình huống công nhận 2 điểm dành cho Đinh Tấn Công. Và vừa rồi Đinh Tấn Công đã hoàn thành một tình huống 3-point play dành cho mình. Như vậy thì tính tới thời điểm hiện tại thì khoảng cách vẫn là 6 điểm dành cho đội bóng chủ nhà. Không có điểm cho January trong tình huống vừa rồi. Lỗi thuộc về Đỗ Xuân Nam. Và sẽ chỉ có một tình huống phát bóng biên dành cho đội bóng chủ nhà. Đến thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo vẫn chỉ có một tình huống 3 điểm thành công mà thôi. Trong khi đó, con số đó bên phía đội bóng Đà Nẵng Dragons là 7 tình huống thành công. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang tạo sự khác biệt ở vạch 3 điểm. Họ đạt tỷ lệ ném chính xác ở vạch 3 điểm lên tới 41%. Và trong hiệp thi đấu này thì Đàm Huy Đại đã đóng góp tới 2 tình huống ghi 3 điểm dành cho đội bóng của mình. Một tình huống tuần vừa rất đáng trách của Horace Nguyễn. Okay. Không có một tiếng ném rổ. Có vẻ như các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã chủ động dành khoảng không cho Jermell Mackay. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì trung phong bên phía Buffalo vẫn không chịu dứt điểm. Đây là Bùi Quốc Tân, Austin Lee và Henry Nguyễn, hai cầu thủ heritage của hai đội bóng. Một tình huống ném bít lên airball của Bùi Quốc Tân. Có lẽ cầu thủ này giỏi ở những tình huống ném 3 điểm hơn. 24 giây mất rồi. Tình huống 24 giây đầu tiên của trận đấu này. Sau những giây phút thi đấu không hiệu quả thì Bùi Quốc Tân đã được huấn luyện viên Phan Thành Cảnh rút ra. Và Huỳnh Thanh Tâm đã được tung vào sân để thế chỗ cho cầu thủ này. Lê Ngọc Tú vẫn chưa có điểm dành cho Lê Ngọc Tú. Australia phản công dành cho đội bóng chủ nhà. Tốc độ của Australia đã mang cho anh một lỗi tấn công trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống được trọng tài xác định là phòng thủ tốt đến từ Đinh Tấn Công. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không phải, tình huống phòng ngự đó thuộc về Henry Nguyễn. Sau khi để mất 5 đến 6 điểm ở đầu hiệp đấu thì hiện tại các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã kéo được khoảng cách về chỉ còn lại 2 điểm mà thôi. Vẫn còn rất nhiều cơ hội dành cho đội bóng làm khách trong trận đấu này. Và như vậy là theo quan sát của tôi thì Nguyễn Đường Quang Anh cũng đã được huấn luyện viên Top Bus cho vào sân. Tiếng còi cất lên dành cho lỗi của một cầu thủ bên phía Hà Nội Buffalo, tiếp tục là Đỗ Xuân Nam. Lỗi kéo người và cầu thủ bị phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là Hùng Cá Chê. Tính tới thời điểm hiện tại thì các cầu thủ làm khách đã phạm tới 4 lỗi đồng đội trong hiệp thi đấu này. Và tất nhiên các cầu thủ chủ nhà sẽ được ném phạt nếu như các cầu thủ Hà Nội Buffalo tiếp tục phạm lỗi. Và vừa rồi là một tình huống N1. Jermell Mackay đã có những phàn nàn bởi quyết định của trọng tài. Nhưng tiếng còi đã cất lên và chắc chắn đó là một tình huống được tính 2 điểm dành cho January.
Và cầu thủ mặc áo số 44 sẽ được thực hiện thêm một pha đánh phạt. Ghi thêm một điểm cho Anthony January. Trung phong bên phía đội bóng chủ nhà đã có 15 điểm trong trận đấu này. Với việc trung phong bên phía Hà Nội Buffalo rất ít khi ném rổ ở khu vực 3 điểm cũng như khu vực phạt ném phạt, thì Anthony January hoàn toàn có cơ sở để lùi về khu vực 3 giây để phòng ngự như những tình huống đã qua. Và bây giờ với việc phạm lỗi quá nhiều ở hiệp thi đấu thứ 3 này thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã phải trả giá. Những tình huống ném phạt đã xuất hiện nhiều hơn dành cho đội bóng chủ nhà. Lê Ngọc Tú định tấn công. Một tiếng cú sơ bờ của Linh tấn công và đường truyền ra dành cho Jermell Mackay, nhưng đã có lỗi chạy bước dành cho cầu thủ mặc áo số 1 của đội bóng lòng khách. Một tình huống thổi lỗi chạy bước khá nhạy cảm của vị trọng tài. Australia. Anthony January. Đường truyền tốt của cầu thủ trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons, và vừa rồi là một lỗi theo tôi là hơi không cần thiết của Nguyễn Đường Quang Anh. Một tiếng bóng vạch rất tốt của Nguyễn Đường Quang Anh. Đó là một tình huống theo tôi là không cần thiết của Nguyễn Đường Quang Anh khi mà Jermell Mackay vẫn còn đó. Jermell Mackay đã đọc được bước nhử của cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons trong tình huống vừa rồi. Tình huống thứ hai thì đã không có điểm dành cho cầu thủ mặc áo số 77 của đội bóng chủ nhà Sơn Minh Tập. Jermell Mackay lên tấn công, ghi hai điểm cho cầu thủ mặc áo số 1 bên phía đội bóng Hà Nội Buffalo. Tỷ số hiện tại tạm thời là 47-42. Huỳnh Thanh Tâm. Holes Nguyễn. Với việc chỉ còn Holes Nguyễn là cầu thủ có khả năng ném 3 điểm ở trong sân thì chắc chắn lối chơi của Đà Nẵng Dragons trong thời điểm hiện tại sẽ tập trung rất nhiều vào vị trí trung phong của Anthony January. Đến tấn công. Jermell Mackay. Tiếng còi cất lên dành cho lỗi của trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Lỗi cá nhân thứ hai của Anthony January trong trận đấu này. Huấn luyện viên Topper vừa có sự thay đổi người. Huỳnh Hải được tung vào sân và thay thế cho vị trí của Nguyễn Đường Quang Anh. Trong trận đấu đầu tiên khi phải chịu thất bại 76-73 trên sân nhà trước Cần Thơ Cafe, thì khi kết thúc trận đấu đó, Jermell Mackay, trung phong của Hà Nội Buffalo đã rất buồn và anh đã có những hình ảnh nằm gục trên sân, nằm gục trên mặt sân nhà thi đấu Bách Khoa ngày hôm đó. Huỳnh Thanh Tâm được chuyền ra rồi cho Australia, không thể ném 3 điểm. Và đây là Anthony January, bóng đã nằm trong tay của Đinh Tiến Công, phản công nhanh. Huỳnh Hải đường chuyền cho Đoàn Xuân Tùng, nhưng Đoàn Xuân Tùng đã để tuột bóng rất đáng tiếc. Đó là một tình huống tấn công tốt, một tình huống phát động tốt của Đinh Tiến Công, một đường chuyền tốt của Huỳnh Hải. Tuy vậy thì đường nhận bóng của Đoàn Xuân Tùng lại rất tồi.
Hiệp thi đấu thứ ba còn 3 phút 20 giây. Anthony January. Vẫn là một tình huống đánh rổ của January. Sơn Minh Tâm. Đây là tình huống có bóng của Đào Huy Đại. Lần này thì đã không có 3 điểm cho đã lão tướng Đào Huy Đại. Cuối cùng thì bóng đã trở về với Hà Nội Buffaloes. Lê Ngọc Tú đã có tình huống phạm lỗi của Đào Huy Đại, một tình huống phạm lỗi mà huấn luyện viên Tốt Bớt cho rằng đây là một lỗi xứng đáng phạm lỗi phản tinh thần thể thao. Tuy vậy thì trọng tài cho rằng đó chỉ là một lỗi đánh tay bình thường mà thôi. Sẽ chỉ có 2 pha ném phạt dành cho Lê Ngọc Tú sau tình huống bị phạm lỗi vừa rồi. Đó cũng là một tình huống phạm lỗi cho thấy kinh nghiệm của cầu thủ mang áo số 68 bên phía Đà Nẵng Dragons. Một tình huống phạm lỗi rất dứt khoát và đã không cho cầu thủ đối phương có cơ hội ghi một tình huống end one. Ở trận đấu trước thì Linh Ngọc Tú có tỷ lệ ném phạt là 100%, 9 trên 9 tình huống thành công. Tuy vậy thì 2 tình huống vừa rồi anh đều không có điểm. Rõ ràng ngày hôm nay là một ngày thi đấu rất đáng quên của ngôi sao Lê Ngọc Tú của đội bóng Hà Nội Buffaloes. Tiếng còi một lần nữa cất lên dành cho lỗi của lão tướng Huỳnh Hải. Tình huống ném phạt đầu tiên không thành công. Australia vẫn chưa có điểm số nào trong trận đấu này. Sau khoảng 15 phút thi đấu, ghi một điểm cho Australia trong trận đấu đầu tiên chào sân VBA, trận đấu preseason với Thăng Long Warriors. Thì Australia trận đấu đó đã có thứ 5 tình huống 3 điểm thành công. Vì vậy thì trận đấu với Hà Nội Buffalo, trận đấu preseason thứ 2 thì con số đó chỉ là 1. Còn ở trận đấu này thì anh mới chỉ có 1 điểm. Australia, một tình huống ném trung bình của Australia. Vẫn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Đây là Huỳnh Thanh Tâm đường truyền cho Đào Huy Đại. Một tình huống cướp bóng tranh chấp rất tốt của Đoàn Xuân Tùng. Tình huống đó đã khiến cho Nguyễn Văn Hùng không thể nhận được đường truyền của người đồng đội của mình. Huỳnh Thanh Tâm. Huỳnh Thanh Tâm vẫn chỉ có vỏn vẹn là 3 điểm trong trận đấu này. Một tình huống rebound rất chắc chắn của Jamil Mackay. Vinh tấn công. 1 phút 45 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Huỳnh Thanh Tâm rất nhanh và tiếp tục là một tình huống steal của Huỳnh Thanh Tâm. Và sau đó là một đường truyền quá tuyệt vời của Huỳnh Thanh Tâm. Nhưng Nguyễn Văn Hùng trong một tình huống mang tính chất biểu diễn của mình thì anh đã bỏ lỡ 2 điểm. Tuy vậy thì tôi thấy đáng tiếc hơn dành cho đường kiến tạo của cầu thủ mặc áo số 4. Sau tình huống úp rổ trượt của mình thì Nguyễn Văn Hùng đã rời sân với những bước chân khập khiễng. Rất đáng tiếc. Và với việc Nguyễn Văn Hùng đã gặp phải chấn thương thì Australia sẽ thực hiện 2 pha ném phạt dành cho đội bóng Đà Nẵng Dragons. Không chỉ có những cầu thủ chơi ở vị trí số 4, số 5 vô cùng chất lượng, mùa giải năm nay thì Đà Nẵng Dragons cũng đang sở hữu những cầu thủ chơi ở hàng ngoài cũng có tốc độ và có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Đó là Hồ Lê Sĩ Phúc Tâm Australia. Và trong trận đấu này chúng ta còn phải có lời ngợi khen dành cho Huỳnh Thanh Tâm. Lê Ngọc Tú đứng tấn công. Đồng hương Mắc Kể đã có khoảng trống dành cho đinh tấn công của vạch 3 điểm.
và có 3 điểm cho cầu thủ sinh năm 1996 của đội bóng Hà Nội Buffalo. Tỷ số điểm bây giờ là 45-52. Khoảng cách vẫn là tương đối xa, 7 điểm vẫn trước dành cho Đà Nẵng Dragons. Huỳnh Thanh Tâm, một đường cắt bóng của Lê Ngọc Tú, tuy vậy rất đáng tiếc bóng đã đi ra ngoài biên. January. Người vừa có cú ném 3 điểm là cầu thủ mặc áo số 77 Sơn Minh Tâm, đây là Vinh Hải. Có 2 điểm cho cầu thủ mặc áo số 7 của đội bóng làm khách. 52-47. 43 giây. Wallace cũng phúc tâm. Một tình huống deep three của January. January mới chỉ thực hiện một lần đi 3 điểm thành công trong trận đấu này. Huỳnh Hải. Một tình huống spin move và chuyền ra của Huỳnh Hải dành cho Đoàn Xuân Tùng. Và cuối cùng thì Đoàn Xuân Tùng cũng đã có 2 điểm trong hiệp thi đấu thứ 3 này. Còn 6 giây và đây là Horace Nguyễn Phúc Tâm. Vẫn là Horace. Không có 3 điểm dành cho đội trưởng bên phía Đà Nẵng Dragon. Và theo tôi thì tình huống đó điểm số không được công nhận. Nhưng các trọng tài vẫn đang có những hội ý dành cho tình huống cuối cùng này, liệu rằng có buzzer beater hay không? Và có lẽ như 3 vị trọng tài điều khiển trận đấu này cũng không rút ra được kết luận cho tình huống vừa rồi, và 3 vị trọng tài đã phải hỏi ban thư ký trong trận đấu này, và điểm số không được công nhận. Theo tôi đó là một quyết định chính xác. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ 3, tỷ số là 52-49, khoảng cách chỉ là 3 điểm mà thôi. Và chúng ta cùng trở lại với những hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu quân khu 5 để theo dõi hiệp thi đấu thứ 4, hiệp đấu cuối cùng của trận đấu giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons và đội Buffalo. Tỷ số hiện tại là 52-49. Đà Nẵng Dragon đang có 3 điểm lợi thế trước khi bước vào hiệp thi đấu quan trọng, hiệp đấu cuối cùng này. Vừa rồi là một tình huống 3 điểm để mở màn cho hiệp thi đấu thứ 4 của Anthony January. Trong khi mà trung phong Jermaine Mackay còn đang phân vua với trọng tài bằng một tình huống anh cho rằng đối thủ của mình đã chạy bước, thì January đã âm thầm bước ra ngoài với 3 điểm và có một cú ném chính xác. Bùi Thế Hà. Có 2 điểm cho Bùi Thế Hà. 51-55. 4 điểm cách biệt. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo vẫn đang nuôi những hy vọng của mình trong trận đấu này. Đà Mỹ Đại. Horace. Bài đánh quen thuộc của Đà Nẵng Dragon và một tình huống sẽ là khu 3 giây chăng. Đó là một tình huống nhảy ném 3 điểm của Horace Nguyễn Phúc Tâm. Henry Nguyễn. Ngày hôm nay thì Henry Nguyễn cũng chỉ thi đấu khoảng 20 phút. Và cầu thủ này mới chỉ có 7 điểm mà thôi. Nhưng mà vừa rồi thì cuối cùng sau khoảng hơn 2 hiệp thi đấu thì chúng ta mới thấy được có một tình huống có điểm đến từ cú ném của Lê Ngọc Tú. Và cầu thủ này thực sự họ anh cũng không lấy gì làm vui vẻ sau tình huống ném thành công của mình. Tiếp tục là một tiếng 3 điểm dành cho Anthony January. Mặc dù nhận được sự chăm sóc phải nói là đến tận răng từ Jermaine Mackay, tuy vậy thì không thể ngăn cản được Anthony January có một tình huống 3 điểm thứ hai trong hiệp đấu này. Vẫn là Lê Ngọc Tú. Không có điểm cho Lê Ngọc Tú. Một tình huống cướp bóng rất tốt của Lê Ngọc Tú, nhưng trọng tài đã xác định có một lỗi kỹ thuật dành cho Holyman Thomas. Và lỗi kỹ thuật này thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã
lựa chọn người đội trưởng, người học trò của mình là Hồ Lê sẽ phúc tâm thực hiện một pha đánh phạt. Và sau pha đánh phạt này thì Hồ Lê Nguyễn cũng như là những người đồng đội của mình sẽ tiếp tục được quyền kiểm soát bóng. Có một điểm đến từ quà tặng của huấn luyện viên Tosford dành cho Đà Nẵng Dragons. Trên màn ảnh của chúng ta là huấn luyện viên Tosford. Ông là một huấn luyện viên nổi tiếng là nóng này và có những tình huống mất kiểm soát khi chỉ đạo. Và chúng ta cũng không thể nhớ nổi là ông đã phạm lỗi kỹ thuật như vừa rồi bao nhiêu lần ở VBA. Đinh Tiến Công đã được quay trở lại sân để thay cho Lê Ngọc Tú. Huỳnh Thanh Tâm rất nhanh. Horace nhận được sự yểm trợ của January và tiếp tục là một tiếng 3 điểm, nhưng lần này đã không có điểm cho đội trưởng Horace Nguyễn. Đinh Tiến Công, Đỗ Xuân Nam, Jermel Mackay vẫn không ném, tiếp tục là một đường truyền cho Bùi Thế Hà. Bóng được trả ra cho Henry Nguyễn, một tình huống spot up 3 điểm sở trường của Henry. 54-59, không, nhưng mà 57-59, khoảng cách lại trở về với con số 2. Điểm số thứ 10 của Henry trong trận đấu này. Và đó là tình huống 3 điểm thành công đầu tiên của Henry Nguyễn trong trận đấu này mà thôi. Sau khi nhận thấy những tình huống của Henry Nguyễn và những người học trò của mình đã bắt đầu gặp sự chệch choạc, thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã có sự thay đổi người ngay lập tức. Nguyễn Văn Hùng được quay trở lại sân để thế chỗ cho Sơn Minh Tâm. Jimmy Mackay, Bùi Thế Hà, một tình huống floater của Bùi Thế Hà, bóng không hiểu tìm địa chỉ ở đâu. Huỳnh Thanh Tâm, khả năng cầm bóng ở tốc độ cao là rất tốt của Huỳnh Thanh Tâm. Horace, Jimmy Mackay, giữa bạn này là Anthony January, không có tình huống chạy bước. Một tiếng floater sau đó có 2 điểm dành cho Dinner Time. 50, xin lỗi bạn, 61-57. Hiệp thi đấu thứ 4 đang diễn ra rất khẩn trương. Đỗ Xuân Nam, một tình huống given goal của Đỗ Xuân Nam và Henry Nguyễn. Và có 2 điểm đầu tiên của cầu thủ mang áo số 9 trong trận đấu này. Horace, Nguyễn Văn Hùng là người lên điểm trợ cho Horace Trang. Đó là một tình huống sân lập khu 3 giây của Horace Nguyễn Phúc Tâm, không có điểm cho Đà Nẵng Dragons. Đỗ Xuân Nam, một đường truyền quá hiền của Nam Pao, mà không có gì khó hiểu khi các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã cướp được bóng trong tình huống vừa rồi. Và tiếp tục là Đàm Huy Đại, tình huống 3 điểm thứ 4 của lão tướng Đàm Huy Đại trong trận đấu này. Đàm Huy Đại thì rất cháy, còn các cầu thủ Hà Nội Buffalo thì vẫn dường như đang quá coi thường cái điều đó. Tình huống vừa rồi thì có quá nhiều khoảng trống cho cầu thủ mang áo số 68 này. Huỳnh Hải được chuyền ra cho Jamie Mackay, và đó là một tình huống có lỗi của Nguyễn Văn Hùng. Chúng ta chờ xem đó là tình huống điểm không, và ngón tay của trọng tài đã ra hiệu cho chúng ta thấy rằng đó là một tình huống and one. Jermel Mackay đang có một tỷ lệ đánh phạt tương đối tồi trong trận đấu này.
Hồ Tiến Lý không hiểu tại sao anh lấy niềm tin từ đâu mà lại có một tình huống lên rổ như vừa rồi, thì đối diện với anh là Jamel Mackay, cầu thủ cao 2m06. Tiếp tục là hai điểm cho trung phong bên phía Hà Nội Buffalo, điểm số thứ 15 của cầu thủ mặc áo số 5 này. Horace tiếp tục là một tình huống nêu bóng của Horace dành cho cú block của Jamel Mackay. Đinh Tiến Công, lần này thì đến lượt Hà Nội Buffalo vươn lên dẫn trước 66-64. Thế trận đang thay đổi rất nhanh ở hiệp thi đấu cuối cùng. Hiệp thi đấu này thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã có tới 15 điểm. Trong khi đó số điểm mà Đà Nẵng Dragons sở hữu ở hiệp này chỉ là 12. January, một tình huống có hai điểm dành cho January để san bằng cách biệt 66 đều. Bốn số 6 đã xuất hiện trên bảng điểm của chúng ta. Đoàn Xuân Tùng, Huỳnh Hải, một tình huống mid range của Huỳnh Hải, bóng bị airball. Tính tới thời điểm hiện tại thì lão tướng sinh năm 1987 bên phía đội Buffalo đã có 4 điểm. 3 phút 35 giây và đây là Nguyễn Văn Hùng. Australia, một tình huống PNO tốt của Nguyễn Văn Hùng và đây là Anthony Jerry, một tình huống hammer, một cú búa dành cho cái rổ của Hà Nội Buffalo. Hội viên Tottenham đã gọi quyền xin hội ý. Còn đây là một tình huống 3 điểm của Harry Nguyễn, bóng lắc rổ nhưng may mắn đã thuộc về Hà Nội Buffalo. Những cái gật đầu và những cái vỗ tay của Tottenham, của huấn luyện viên trưởng của Hà Nội Buffalo dành cho người học trò của mình. Một tình huống 3 điểm tiếp theo của Horace Phúc Tâm, nhưng lần này thì Horace đã không gặp may. Anh đã không có được sự may mắn như người đồng nghiệp của mình bên phía Hà Nội Buffalo. Bóng lắc rổ đập bảng và đi ra ngoài. Tiếp tục là Henry, vẫn là các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Đường truyền ra dành cho Henry Nguyễn, có khoảng trống thôi ngại và đường truyền vào trong dành cho Jamel Mackay. 3 điểm trắng, bóng rội rổ đi ra ngoài. Nguyễn Văn Hùng, bóng được trả về cho Đào Minh Đại và đây là Horace. Có khoảng trống cho Horace. Đây là một tình huống bóng rất quen thuộc của Horace Nguyễn Phúc Tâm. Và đặc biệt là nếu các bạn theo dõi Horace Nguyễn Phúc Tâm ở những mùa giải đầu tiên, Horace Nguyễn Phúc Tâm là một cầu thủ có khả năng ném rổ và có đặc quyền ném rổ ở Đà Nẵng Dragon. Ném ở mọi tình huống, mọi tư thế. Niềm vui của Stephen Nguyễn Tân Tú. Nhìn niềm vui này của cầu thủ đã từng khoác áo Đà Nẵng Dragon thì có lẽ chúng ta cũng có thể nghĩ thấy rằng anh đã quên đi những năm tháng tươi đẹp của mình ở đội bóng cũ rồi. Và bây giờ thì chiến thắng ở đội bóng mới mới là điều quan trọng nhất dành cho Stefan Nguyễn. Trong bóng rổ có một câu khá hay mà tôi thấy rất phù hợp với tình cảnh của Đà Nẵng Dragons trong thời điểm hiện tại trong trận đấu này.
đó là cầu live by 3 and die by 3. Đó là thắng nhờ 3 điểm và rất có khả năng thua cũng vì 3 điểm. Đà Nẵng Dragon đang dường như tận dụng và lạm dụng quá nhiều những tình huống 3 điểm. Họ có những cầu thủ có khả năng ném tốt. Tuy vậy thì họ nên tận dụng nhiều hơn những tình huống đánh ở khu vực 2 giây, khu vực ném tầm trung. Đa dạng hơn thì điểm số sẽ đến nhiều hơn. Đỗ Xuân Nam, Henry Nguyễn chưa thực sự vào tay. Đây là Huỳnh Thanh Tâm, tốc độ của Huỳnh Thanh Tâm. Đó là pha phòng ngự tốt của Đỗ Xuân Nam. Một tình huống phòng ngự tuyệt vời của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Lê Ngọc Tú sẽ là thảm họa cho đội bóng chủ nhà nếu như Hà Nội Buffalo có tình huống có điểm trong lần tấn công này. Huỳnh Hải đường truyền vào trong cho Jamil Mackay nhưng đã có lỗi của một cầu thủ áo da cam. Lỗi thuộc về Đàm Huy Đại. Lỗi thứ 3 của lão tướng Đàm Huy Đại trong trận đấu này. Hà Nội Buffalo sẽ có thêm 14 giây cho lượt tấn công của mình. Và đây cũng là điều mà huấn luyện viên Tottenham rất muốn. Lê Ngọc Tú đường truyền rất tốt từ Đỗ Xuân Nam và đây là Jamil Mackay không có lối chạy bước và cũng cuối cùng thì có điểm sau một pha tip in dành cho Jamil Mackay. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đang tỏ ra rất cẩn trương. Anthony January 57 giây. Ngay lập tức thì January đã có tình huống đáp trả. 70-73. Hội ý dành cho Hà Nội Buffalo. Có lẽ rằng huấn luyện viên Tottenham muốn có một tình huống có điểm sau đợt tấn công từ pha hội ý này. Năm mươi hai giây và khoảng cách là 3 điểm. Chắc chắn nó chỉ là một tình huống tấn công cần 2 điểm mà thôi. Và theo tôi thì sẽ tiếp tục là một tình huống mà một cầu thủ vệ tinh sẽ xâm nhập khu vực 3 giây để lôi kéo January và Nguyễn Văn Hùng và trả ra dành cho Anthony January. Tuy vậy thì đó chỉ là dự đoán của tôi mà thôi. Chúng ta cùng chờ xem miếng đánh nào sẽ được huấn luyện viên Tottenham yêu cầu những học trò mình sử dụng. Jamil Mackay với 18 điểm trong trận đấu này. Một trận đấu mang thể hiện rất tốt của trung phong bên phía đội Buffalo. Lê Ngọc Tú. Một tình huống đi bàn rất tốt của Jamil Mackay và bóng đã chạm chân của ai đây? Bóng đã chạm chân không, như vậy là đã có lỗi. Tiếp tục là Đàm Huy Đại với một lỗi cản người. Ba 70, 3 điểm và 36 giây. Đinh tấn công. Jamil Mackay. Jamil Mackay chủ động đánh chậm lại và các cầu thủ Đà Nẵng Dragon thì không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Đường chuyền ra cho Lê Ngọc Tú, còn một giây ném rổ. Có tình huống shot clock tuyệt vời dành cho Tú Kobe. Điểm số thứ 7 của Tú Kobe nhưng đây là hai điểm vô cùng quan trọng. January. Tiếp tục là January đã nuôi lại hy vọng dành cho Đà Nẵng Dragons. 10 giây rất đáng xem và cuối cùng thì Đà Nẵng Dragons đội trưởng Horace Nguyễn Phúc Tâm đã buộc phải đổi lỗi lấy thời gian. Tuy vậy thì việc các cầu thủ Đà Nẵng Dragons chơi rất tiết kiệm lỗi thì họ vẫn chưa phải chịu ném phạt sau pha phạm lỗi vừa rồi.
Lê Ngọc Tú. Tiếp tục là lỗi của Horace Phúc Tâm và người ném phạt cho Hà Nội Buffalo sẽ là Tú Cô Bì. Chưa bao giờ các cầu thủ Hà Nội Buffalo lại có niềm tin vào một chiến thắng như lúc này. Và nếu các bạn theo dõi các trận đấu tại nhà thi đấu quân khu 5 thì cũng đã rất lâu rồi nhà thi đấu quân khu 5 mới đông khán giả đến vậy. Tình huống này phát đầu tiên không có điểm cho Tú Cô Bì. Nhưng theo tôi thì tình huống ném phạt này Tú Cô Bì cũng sẽ chủ động ném ra ngoài. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát của đội Buffalo mất rồi. Một tình huống để bóng ra biên rất vụng về của Anthony January. Một trận đấu tốt của Horace, một trận đấu tuyệt vời của Đà Mới Đại nhưng lại là một trận đấu rất buồn của Dinner Time Anthony January. Còn 0,1 giây không đủ để làm bất kỳ điều gì. Chỉ đủ để cho Đinh Tấn Công nhận đường chuyền này mà thôi. Và chúc mừng Hà Nội Buffalo đã có chiến thắng đầu tiên tại VBA năm nay. Và trận đấu đầu tiên của Đà Nẵng Dragon thì họ lại phải nhận một nỗi buồn ngay trên sân nhà. Những cái ôm của Stefan Nguyễn dành cho những người đồng đội của mình. Một trận đấu được dự đoán là khó khăn khi không có cầu thủ quan trọng. Tuy vậy thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã làm được rất tốt những kỳ vọng của người hâm mộ. Và một lần nữa xin chúc mừng những cầu thủ, những chàng trai đến từ thủ đô. Tuy vậy thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh cũng không có điều gì phải quá buồn với những học trò của mình. Đây chỉ là một trận đấu đầu tiên, một trận đấu thực sự là khởi động mà thôi. Vẫn còn rất nhiều cơ hội dành cho Đà Nẵng Dragon ở những trận đấu tiếp theo. Và trận đấu kế tiếp của hai đội bóng sẽ diễn ra như sau. Sau trận đấu này, các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ trở lại thành phố Hà Nội để có trận đấu với đội bóng Thăng Long Warriors. Và trên bảng của chúng ta đang là tỷ số cuối cùng của trận đấu 75-72. Một lần nữa xin chúc mừng đội bóng Hà Nội Buffalo. Và chúng ta cùng trở lại với lịch thi đấu tiếp theo của hai đội bóng. Ngày 8 tháng 6 tới đây, Hà Nội Buffalo sẽ có trận làm khách tại nhà thi đấu Tây Hồ gặp các cầu thủ cùng thành phố Thăng Long Warriors. Còn các cầu thủ Đà Nẵng Dragon sẽ có trận đấu rất khó khăn trước các cầu thủ Sài Gòn Heat vào ngày 11 tháng 6 tại nhà thi đấu CIS. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cuộc trò chuyện với MVP của trận đấu, Jamal Mackay. Đây thực sự là một trận đấu với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những màn rượt đuổi tỷ số và những màn bứt lên của hai đội bóng ở những khoảng thời gian khác nhau.
Và cuối cùng thì chiến thắng đã gọi tên đội bóng lòng khách Hà Nội Buffalo. Và bên cạnh tôi đây là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Jamil Mackay, trung phong của đội bóng chủ nhà. Hi Jamil, last game I see you almost cry after losing at the home game. So what do you feel the first win of the VBA? I definitely almost cried last game. Just because I put in a lot of work and I know that I wasn't 100%, I felt like I left